dương khơi ở tất cả những làng trẻ chớ là về bài ngộ người tha về bị tranh nhầm đạo không thể nó tranh nhầm đạo chúng còn đau gì mà mà còn đau gì vậy thì dùng đây đau mà chúng còn đau bị kẹt tôi là nâng thiết phải chết nâng thiết cái đau này thiết phải chết nâng thiết cái đau là bỏ thiệt mùi chúng bao giờ bị thiệt chết là cái đau vì chia với ta chạy tôi phải đang xây tân hát là thiệt mà chứ thì anh dễ dàng biết tha ta nào ông có thiệt mùi lần cái đá rồi cái tha xây tân là thiệt viết cáo càng lại càng xây ông có thiệt mùi nhân cho thật chết về một chân chúng đá cái tha ông có thiệt xây tân là thiệt bảo viên đó thôi chụp và chứng nhiên một hai lần tết cái sao bảo vi sâu cũng đáng xây tân làm thuê viên đi tây đi thì thà viện thành tân thì biết càng lại và cái nam viên một tranh đăng đấy chấm thì thà thành tân làm thuê viên đấy thôi chụp chống tổng đáng vì tiết tôn từ những khi làm cái đáng khi cho thành chết hai vì tiết tôn vi ăn một cung một viên vi tiết tôn từ những người xây tân làm thuê này chấm những ai ở đi dùng đây thả mấy cầm đầu và cầm đầu cái chiêu mục của hai đang thơ ông và thiệt muối đầu tiên muối miền ông thiệt muối ông thiệt ông mang cái đó ông thiệt nà muối nhé cái đó ông thiệt nà muối miền miền một đại một luôn xây cho làm thiết kê thá ông thiệt nắng vía cầm đầu cái dòng mạch và cầm đau với đường lan giống mất cầm đau với đường biên tục cung giống mạnh chứ tôi tôi như không có quan ông đã chết cầm đau cứ chia về ở đứng thì dân 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 biết tha cầm đau cứ chia tham một cô một mai không cần lòng tham một cô là tật ọc và rứa chỉ tham một cô lắm và mùi không chừng nào tham một cô lắm và đối với tham một bộ mũi không chỉ đoan tham một bộ tiền lái hay là miên đấy hết nó tham một bộ tiền lái đấy tiền lái đây đấy miên bạ để màn và miên bạ để màn miên đấy cứ kịp nó ngất bạn máng cứ chịu chìm nôn mũi chìm nôn mũi tiêu tha đôi chia sâu mà phải chớ bởi vì dịch sâu mà phải chớ bạn mang đi mà đó sâu mà phải chớ bạn mang đến đi tập pi cái lô gram như thế này để bạn mang đi chịu chìm nôn mũi đã miên cái thật nặng hơn việc phần tái được nó còn tao đấy chỉ tôi tới không được quan tâm đặc biệt và cái cái kết bà rèm an mía nông con ra chiến cái chiến tu tới bà rèm an gặp nói cái kết chiến calori thì mình làm cái kết chiến calori là calori rứ calori kia là C A L rứ một tiết cái kết chiến dù nếu cứ chia na của bác bạn mang cầm tay bạn mang cầm tay mà đâu biết cầm tay nó xây ta là biết mình đôi khi tì vậy để dân tự chọn chấm cầm tay nó xây ta là biết mình đôi khi tì cầm tay cứ chia bạn để mang nên tham một phố đại là mình na cất chia calori rứa có kilo calori rứa có số kilo số gì đó và chấm nay chúng ta làm phết và xoay ta làm phết via chia tùng phong này cầm một này phết ta chẹt lên phết cái đai làm cái đai là bỏ thiết đai thì miên cái cất bia đấy chia cái thằng miên cái thán và thế chứ nhưng châu lò này là cái cực cầm đi sân
Itu tới ba nhiệt nó nội viên calori mui calori ni bisma nên 10.3 kilo calori ba dù một chẳng đấy mui dù bisma 10.3 kilo dù và chúng ta chia những cái cực đau thì lâu dù lấy chúng ta và chúng ta tích cái cực cầm tại dù lấy bạn này đó. Ok chắc mà chúng ta tiếp được câu cho tới xoay tạo thêm một đoạn anh ấy cầm tán cũng cần chả là quên nè vì dùng này còn biết là hai lần nam thằng gì hay cầm tán đến cái bờ cái tang với cái tang là so cái chân tang là so cùi á khi chân cái chờ tan cầm tao cũng đó là do cùi và coi thì ta là do xây chết cổ bằng đá bằng tay thì sao thì để dùng mà thì rất cái ta sợ cùi chấn chung cho từ mình biết cứ cái nó cái này gì xây tạo biết cái trên này gì ông phí miết tập than bằng biển itu tau sentralapir terbang ke kembrak dia dia metan mui ở chua tha sắc đặc hiệp hiệp bờ sắc sắc nó phải thành rồi và mình thành rồi hiệp thì mà giờ đứng tam bất biên thành sắc đặc hiệp ấy thì hai giờ tiết tháng miên tập tháng và nguyên tập tháng Celsius và Celsius và đây khi tập xây cắt đói được về như mùi bó xó xề và nguyên tháng Celsius đến cơ Celsius đến cơ chế chmô bó nè phra trắng ngôi lục Celsius ấy có thể là một ca nguyên tháng này lắm và nhưng mình bị chôn tiết ở sáng thì về chúng ta tăng bị chôn và rõ cực ấy bay chạy nhà yêu hài lắm và lấy chân con đã bắt đầu từ lâu thì ta là theo lý cư miền chi tiền tiền cùng hôn cái kết chia sản sinh cái mùi rồi và chấm sẽ ta là theo lý khi trắng thì ta mới đỏ gió tề chấm tề lý cư chúng ta luôn sẽ ta là thiệt và kết chia sản sinh miền miền tháng một tiết cái hai tháng miền một tháng ông xa đánh hàng miễn tử thang đạch khan đạch khan đấy thì bọc mày tháng đầu tế cái hàng tháng miễn tử thang lớn miễn tử thang cao vần cao vần cao vần nó cứ dịch mô nẹ prai đài nẹ prai đang cái đâu khơi ở đằng cứ lục cao vần đằng ngày cái đồng lề và miễn thang một tiếng nên là bởi vì mình xây tập thiết về việc bảy việc tham quan tiếp cơ nên là tháng pha đồng hành và pha đồng hành đi đo cho chúng một bọn đây cái ta là tập thể các con tôi đang tha nơi không tập mẹ tập đồng sạ tập thiết nên cài vấn vì mình tập mẹ tập đồng đấy mà đấy nơi không sạ tập thiết được cài vấn cứ cái biên của một mũi cứ tê đi mà nâng và tê tôi đó bộ tháng pi rồi chất sập bầy pi rồi chất sập bầy nít chia trong một mũi nè nó biết tháng kè rồi và ok trong tê trong dây nó tiền tết tông từ đầu miền đất thàn nấy từ lòng ông xa xe nấy miền lòng thịt chứ nào ok là tập tập á tập sập dưỡng và dưỡng đầm về nơi không miền đất thàn thật là phía dưỡng đầm tới khi vô tèo vào mày nó sông máu tập sập cứ đo một rồi ông xa cứ tập phục mà phải nhé tập phục vâng, một rồi ông xa xỉ
ចំពោះវិធានការសន្តិភាពគឺតំណាក់តំណងឬវិធានការអង្សាសេវសីនេះគឺទឹកពុះនឹងរងសាក៏នឹងសូមសាសនាអង្គទៀតទៅវិញទៀតក៏នឹងឆ្នាំផងដែរអូខេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូបងប្រុសទាំងនេះត្រង់ចង់អរគុណសង្កត់គុណទៅលើការផ្អល់ចន្លោះនៅក្នុងជីវភាពរបស់ធម្មតា យើងតែងតែថាអូក្មេងនឹងក្តៅខ្លួនកម្ដៅវាខ្លាំងណាស់ឡើង 30-40 អង្សាសេនេះគេអត់និយាយចឹងទេបើនិយាយឲ្យត្រូវក្មេងនេះក្តៅខ្លួនសីតុណ្ហភាពវា 39-40 អង្សាទៅវិញបានត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនដឹងហើយថានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅធម្មតាយើងតែងតែមានការផ្អន់ច្រឡំទៅក្នុងពាក្យបច្ចេកទេសក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនណាបាទឧទាហរណ៍ដោយថា ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឲ្យទៅបើកភ្លើងបាទអគ្គិសនីណាដល់ទៅបើកភ្លើងឲ្យទៅបើកកុងតាក់ប្រើកូនទៅបើកកុងតាក់បើនេថាឲ្យកូននោះទៅបើកភ្លើងវិញឲ្យភ្លឺកូនម្ដងយើងប៉ុន្តែតាមពិតបើយើងទៅបើកកុងតាក់មានន័យថាភ្លើងនោះអត់ភ្លឺទេភ្លើងនោះទៅរលត់ទៅវិញណាពីព្រោះបើកកុងតាក់ដូចយើងបើកទ្វារចំហអញ្ចឹងកាលណាយើងបើកទ្វារចំហមានចរន្តណាឆ្លងកាត់ តែបបិតកុំតាក់ដូចបបិតវាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់បានអញ្ចឹងណាផនច្រឡំនៅជីវភាពរស់នៅច្រើនតែច្រឡំអញ្ចឹងបាទច្រើនតែច្រឡំអញ្ចឹងដូចច្រឡំមួយទៀតច្រឡំថាមើលអូនណែទម្ងន់ខ្លួនឯងប្រមាណគីឡូទម្ងន់ប្រមាណគីឡូទម្ងន់នោះទម្ងន់មនុស្សយើងណាគេថាអូទម្ងន់វា 50 គីឡូពេញស្អាតស្វែលលេខរោបនឹងស្អាតហ្មងបាទនិយាយគេថាផាន់ច្រឡំដែរបើនិយាយពីគីឡូមិនមែនជាទម្ងន់ទេគឺជាម៉ាស់ប៉ុន្តែលើណាយនិយាយថាខ្ញុំម៉ាស់50គីឡូឯងអត់ដែលនិយាយយ៉ាងនេះគេណាយើងនិយាយតែនិយាយថាទម្ងន់អញ្ចឹងទម្ងន់មិនមែនជាស្នាគិតជាគីឡូទេទម្ងន់គឺទៅគិតជានិវតន៍បើគិតគីឡូឡើងកាលម៉ាស់ម៉ាស់គេគិតជាគីឡូ ដូច្នេះការផ្អល់ចន្លោះនៅជីវភាពធម្មតាមានច្រើនយ៉ាងទៀតចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ឡើងនៅក្នុងមួយតំណាងសិទ្ធិសិទ្ធិតនភាពគឺខុសគ្នាបាទខុសគ្នាខុសគ្នាឆ្ងាយមកខុសគ្នាឆ្ងាយមួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែលលោកគ្រូចង់ពន្យល់ថែមទៀតនេះបើនិយាយពីកម្ដៅនិងសិទ្ធិតនភាពឧទាហរណ៍សិទ្ធិតនភាពណាសិទ្ធិតនភាព ទឹកតាភិមរយអង្សាសេណាបើយើងយកទឹកពុះមួយកែវទឹកពុះតែមួយកែវដែលមានថេតាភិមរយអង្សាសេមកជះនៅក្នុងបន្ទប់យើងនេះជះឈូមកកែវតើធ្វើឲ្យបន្ទប់យើងនេះក្តៅបានអូនគិតមើលទឹកមួយកែវនេះជះទៅធ្វើឲ្យបន្ទប់មកបន្ទប់នេះក្តៅបានណាដែលមានថេតាភិមដល់រយអង្សាសេនេះ นั่นยังยกตึกก็ได้นะยกตึกตึกก็ได้แล้วแต่ไซต์ตึกละเพียงแต่50องศาเซ่ปន្តែอันนี้อันนี้มวยไก่อันนี้5ถุงเมตรโตร5ถุงนะแต่50เด้จะช่วยมือช่วยกลางบ้านอ่อนเห็นมั้ย អញ្ចឹងបើយើងយល់ថាអង្សាសេនេះវាធ្វើឲ្យក្តៅនោះជារឿងផងច្រឡំទេដែរអង្សាសេនឹងធ្វើឲ្យក្តៅបានលុះត្រាតែបរិមាណវានឹងវាច្រើនបងទៅយល់ចឹងណាយើងគាត់ទឹកប្រំធំនៅទឹកមួយកែវផងនេះហ៎ផងឆ្ងាយហ៎ផងឆ្ងាយណាទឹកមួយកែវដែលមានសីតុណ្ហភាព 30 អង្សាតែច្រើននេះយកមកចាក់មកក្តៅបាទអូខេអញ្ចឹងកម្រិតក្តៅនឹងត្រជាក់នេះកម្រិតអង្សានេះវាអត់តកតងនឹងបរិមាណកម្ដៅទេវាមិនធ្វើឲ្យកម្ដៅកន្លែងហ្នឹងវាកើនឬថយបានទេវាអាស្រ័យលើបរិមាណបរិមាណហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបាទបរិមាណរបស់វិធានហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអីណាដឹងមើលខ្លាំងហ្នឹងដែរបាទបរិមាណនៃវិធានហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអី ស្រេចត្រូវគឺបាទ
ปรมาณปรมาณเทียนนั้นจะเอาไปทํามาสมาสได้យើងនិយាយថាខ្ញុំមកប្រមាណកន្លងណាចុះតើតើនឹងមកកាលណាមកវិច្រើនសេតាភិវិតតិចក៏ដោយក៏បរិមាណក៏ដោយវិច្រើនដែរកាលណាមកវិតតិចទៅបីសេតាភិវិតច្រើនក៏បរិមាណក៏ដោយវិច្រើនដែរដូចគ្នានេះដែរបងមើលកន្លែងជាងផ្សារធូបភ្លើងធូបភ្លើងអីដើម បាទភ្លើងវាឆេះចេញពីចំពោះផ្សារបឹងសិននឹងគឺភ្លើងពណ៌ខៀវយើងឃើញបើនិយាយពីសេតុណ្ហភាពវាគឺខ្ពស់ណាស់បាទដល់ទៅរាប់រយរាប់ពាន់អង្សាបាទបានវាអាចកាត់ផ្ដាច់ដៃបាទណាអាចដុតដៃឲ្យឆេះដៃបាទរាប់ពាន់អង្សាបើគិតពីសេតុណ្ហភាពរាប់ពាន់អង្សាសេតែបើគិតពីបរិមាណកម្ដៅវាចាញ់ខ្ជុំមួយចក្រានទេបើយើងយកខ្ជុំមួយចក្រានមកដុត អត់ចេះគុំក្រហមល្ងើក្រហមងាវយើងទៅឈរចិត្តចក្រានឹងក្តៅអត់ដល់យើងគឺក្តៅដល់យើងតែយើងទៅឈរចិត្តអាទេបញ្ញាផ្សានឹងតែក្តៅដល់យើងហ៎ខោអត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងសេតុណ្ហភាពបាទមិនអាចកំណត់បរិមាណកម្ដៅបានទេអ្វីដែលកំណត់បរិមាណកម្ដៅបានគឺម៉ាស់អញ្ចឹងហើយបានជាទំនាក់ទំនងនេះគេអាចបង្កើតបានរូបមន្តមួយគឺបាទបរិមាណកម្ដៅរូបមន្តបរិមាណកម្ដៅ ปรมาณกำดาวมวยได้ยึดตามรอยสอบปุ๋ยวิสมามาตะนั้นมักระบบเวียบ่าวเฮาเวียเตะตรงตะนั้นบำรายบำรุงไสสิตะนะเพียบยึดตามระดับแท้ติอึ้งลูกมนต์มวยคือโกยสมานอันตะตาติโอเคปุ๋ยปรมาณกำดาว ដែលគេគិតជាអឹមជាម៉ាស់គិតជាបាទអាចគិតជាអឺអានេះគេគិតពីយ៉ាងគិតជាកាឡូរីក៏បានគិតជាសូលក៏បានបើម៉ាស់នេះអាចគិតជាក្រាមក៏បានគិតជាគីឡូក្រាមក៏បានកាលណាគិតជាអានេះគិតជាសូលអានេះគិតជាគីឡូក្រាមកាលណាគិតជាកាឡូរី មកកាត់ក្រៅគុំសេបានឡើងដល់តែតេនេះគឺជាបំរែរបស់សេតុណ្ហភាពបំរែបំរួលសេតុណ្ហភាពបាទគេគិតជាអង្សាសេណាគេអត់គិតជាអង្គនេះទេណាបំរែរបស់គេគឺជាអង្សាសេទេអូខេអញ្ចឹងរបស់មនុស្សនេះយើងអាចយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងលំខណ្ឌបានបាទ ហើយនៅមកក្រោយបាទយើងនឹងបង្ហាញពីពិសោធន៍តកតងទៅនឹងសេតុណ្ហភាពបំរែបំរួលសេតុណ្ហភាពពិសោធន៍អំពីទឹកពុះហើយនឹងយើងអនុវត្តលំហាត់បរិមាណកម្ដៅនេះនៅមកក្រោយថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថា ចំណុចសំខាន់ទី1បងប្អូនត្រូវយកដាច់ពីកម្ដៅនៃសេតុណ្ហភាពវាខុសគ្នាចំណុចទី2បងប្អូនត្រូវដឹងថាសេតុណ្ហភាពខ្ពស់ក្តីទាបក្តីមិនអាចកំណត់បរិមាណកម្ដៅបានទេអ្វីដែលធ្វើបរិមាណកម្ដៅកំណត់បាននោះគឺម៉ាស់ម៉ាស់នេះទេមិនមែនសេតុណ្ហភាពទេម៉ាស់គឺជា អ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យបរិមាណកម្ដៅវាកើនថយបាទចុះទេខ្ញុំសូមតាមផ្ញើបងប្អូនទៅផ្ទះវិញបងប្អូនថំរៀនឲ្យស្រាវជ្រាវបន្ថែមផងមើលមេរៀនបន្តទុកឲ្យណាបាទអញ្ចឹងបងប្រុសយើងនឹងអនុវត្តទៅលើទ្រឹស្ដីនេះថ្ងៃនេះអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជូនពរបងប្អូនរបស់គ្នាមានសុខភាពល្អណាថែទាំសុខភាពល្អកុំឲ្យបាទឆ្លងរោគអីផ្សេងៗកុំថាតែ COVID អាមិន COVID ក៏ដោយណាបាទទពីទពីបាទសុខភាពបងប្អូនតែដឹងហើយថាសម្ផស្សសម្រស់យើងគឺជាមាសជាប្រាក់តែសុខភាពយើងគឺជាក្របពេជ្រដែលមានតម្លៃអញ្ចឹងគ្រូអរគុណសូមអរគុណ